sứ Trương Mạnh Sơn, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Dư Quang Châu, viện trưởng viện nghiên cứu bấm quyền ứng dụng tạp chí liên tâm ở Việt Nam. Mời thầy Châu. Em ở thì ở Hungary. Còn anh Ninh nó là ở Cali ở Mỹ. Còn Dưỡng với Ban là ở Berlin. Lành bệnh cách rất là phù hợp quá. Thế cho nên là cái chương trình của bác sĩ là năm nay tiếp tục sang bên đây, và cái số lượng bà con năm nay càng đông hơn năm ngoái, kể cả tất cả nước xa cũng sang bên đây. Thế thì trong tương lai thì bác sĩ cũng có muốn là thành lập cái câu lạc bộ ở Bắc Séc, và sau này sẽ có ý kiến quyết định từ viện ở Việt Nam. Thế hôm nay thì bọn em cũng xin nhờ lời lại để cho bác sĩ trình bày với anh. Là cái phương pháp bấm huyệt này là cái phương pháp có gốc là từ bà Bùi Thị Lực, mà nó mới trong vòng 4 năm nay thôi mà phát hiện rất là nhiều vấn đề. Mà cái quan trọng nữa là cái phương pháp của mình, nó là mới thấy là chính là phương pháp y ma mạch mà thế giới trước đây người ta đã cũng có đề cập đến rồi. Nhưng mà nếu mà xét cái đúng á, là từ trước tới nay cái môn mà chữa bệnh không dùng thuốc mà bấm huyệt này chính là của người Việt Nam. Thì vừa rồi thì cái năm đầu tiên thì bắt đầu làm cái đề tài khoa học ở Hà Nội rồi, thì 3 năm sau thì lại phát hiện thêm cái dùng đá nóng để chườm ở vùng gan thì nó có tác dụng làm giãn ma mạch nội tạng, thì nó giải quyết rất là nhiều bệnh, ngay cả cái bệnh kinh sinh, rồi ngay cả những một số anh chị em mà bị ung thư mà điều trị là kết hợp với này thì nó kết quả rất là lớn. Tức là kết hợp bấm huyệt với lại chườm nóng. Dạ, chườm nóng vùng gan. Dạ, vùng gan thôi. Thì nó giải quyết được rất là nhiều. Những anh em ví dụ như bây giờ là gan khí gút là xưa giờ là khó khăn, bỏ trong miệng đá thì nó ngưng một cái là hết luôn, bây giờ không cần dùng kỹ thuật mà chỉ chườm đá lạnh. Dạ, chườm đá lạnh thôi. Thật ra là cái phương pháp này càng ngày càng phát triển, mà nó cái điều lớn trong là nó đẹp là ở Hà Nội ấy, có một anh nó bị nhiễm độc chì rất nặng, nhưng mà khi chườm đá xong thì nó giải quyết xong hết, chỉ trong 5-6 tháng thì vô bạch mai xét nghiệm lại không còn gì hết. Rồi những cái trường hợp nhiễm độc đồ ở Việt Nam mình thì mình dùng rất nhiều thì giải độc rất là lẹ, nên cái đó là cái mà cần thiết, rất cần thiết cho xứ mình. Không có tốn kém nhiều và lại hiệu quả cao. Sách đá để mà rồi chút xíu nói cách để hướng dẫn hay lắm. Cái sách anh Minh đúng cái sách với đồ thật chi liên tâm cái tác làm nhé. Của mình là mình nó một tảng bự vậy, rồi mình cưa ra, thế xong mình cưa ra mình chế tác lại. Dạ, dạ, mình Việt, Đức, Pháp, rồi một số Mỹ nữa, Mỹ, rồi Hà Lan. Thì cái đợt em đi ở đây tháng 7, cuối tháng 7 thì về nước, thì tháng đầu tháng 9 sẽ qua dạy ở bên bên phục xin đây này, xin đây, xin đây rồi. Cái bài là cũng từ một vài năm nay rồi. Dạ. Nhưng mà cái hoạt động đấy rất là tốt, trước tiên là mang lại cái niềm vui cho rất nhiều bà con cộng đồng. Dạ. Và rất là hoan nghênh bác sĩ đã bỏ cái tâm cái sức của mình ra để có cái hỗ trợ cho cái cộng đồng. Dạ. Thế còn cái ý tưởng mà bác sĩ cũng muốn là triển khai một cái câu lạc bộ, thì tôi cho rằng là cái việc đấy là rất là đáng hoan nghênh. Và về phần sứ quán của chúng tôi thì ủng hộ. Và nếu mà mình làm được cái cơ chế điều trị bằng các cái phương pháp y học dân tộc ấy, không dùng thuốc, và không dùng thuốc, thì cái việc làm đấy là nó cũng quảng bá cái y học dân tộc của mình sang Cộng hòa Séc. Thế và cũng nó có cái ý nghĩa thiết thực trước mắt là hỗ trợ cho bà con cộng đồng.
rất là hoan nghênh bác sĩ. Cụ thể trong cái quá trình triển khai mà có cái những cái đề nghị gì và sứ quán có thể hỗ trợ được thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ một cái tích cực. Tụi này cũng làm việc với Viện Hàn Lâm với bên Việt Nam mình á. Mời các anh uống nước ăn hoa quả. Em mời sư đến sư quán như là về nhà rồi. Hướng dẫn cho bà con cộng đồng tự học tự chữa cho mình và tự giúp đỡ lo lắng cho nhà. Thì thành ra có chữ liên tâm á. Mọi người đó là vui lắm, vợ lo cho chồng lo cho vợ. Rồi thậm chí ở Đô Huy thì có mấy cái trường hợp hấp dẫn lắm. Là con em nó bị liệt 10 năm mà nó chữa các nơi rồi, đi về Việt Nam rồi các thứ. Rồi nhưng mà khi mà đến đây thì được là học rồi, mẹ tự chữa cho con, bây giờ đứa bé, thằng bé đi được rồi. Đó mà nó liệt 10 năm để chỉ ngồi xe lăn thôi. Còn giờ rồi cũng có một đứa tự kỷ, chữa cũng đi cắt nó hết, tốn kém bao nhiêu. Mà thì vô đi học hướng dẫn có một khối bên đứa nhỏ nó ổn định liền. Thành thử là cái tính nhân văn của cái phương pháp đó, là mình muốn truyền bá cho bà con cộng đồng đó, để cho cái sự mà gần gũi, thương yêu, lo lắng cho nhau tốt hơn. Còn chuyện mà phát triển cho người ngoại quốc thì tụi này chưa có muốn làm điều đó. Tại vì muốn cho cái người Việt mình trước đây. Và bây giờ trước tiên là mình cứ hình thành một cái trung tâm để mà lo chữa cho người Việt Nam. Cho người Việt Nam thôi. Và thế rồi từ đó thì mình sẽ tạo cái sự ảnh hưởng, cái quảng bá dần dần. Chữa chạy mà thành công bác sĩ. Cái khu vực báo cáo với đại sứ và với tháng là từ năm ngoái đến nay á, mà cái cụ thể nhất là cháu Dũng con chị Thoa ở gần Moss thì là đi liệt 10 năm, sau đó là được đi lại, và đồng thời có hiện nay có một số trường hợp là bị tự kỷ cũng chữa được để đi đến cái quả thành công trong vài ngày thôi. Và đồng thời cũng có một cái trường hợp nữa là của anh bị bệnh gì con có những việc mà đi không được, Parkinson. Parkinson thì chính bản thân anh giờ cũng đi được, cũng đã đến học. Như thế, và chỉ qua những cách dạy của bác sĩ đây thôi, tức là cái chương trình ở dưới kia làm việc á, thì hai ngày đầu là hướng dẫn trị cho chồng, cái chồng hoặc địa vợ hoặc là mẹ trị cho chữa cho con. Và quan điểm của bác sĩ và đoàn thập chỉ liên tâm là không có phải là trị bệnh, không phải là chữa bệnh, mà là hướng dẫn cho người tự chữa. Vì bác sĩ ở đây chỉ có 5 ngày, đúng 5 ngày thôi, sau đó là bác sĩ là chuyển đi chỗ khác. Thì báo cáo với đại sứ thì năm ngoái thì ở dưới kia vùng Bắc Xét thì anh em tổ chức được các vụ lâm cặn thì khoảng được hơn 50 người, nhưng năm nay báo cáo đại sứ thì thật sự ra là số lượng nó tăng lên rất là nhiều, và đồng thời kể cả các nước lâm cặn nâng cận cũng đến nữa, ví dụ Slovakia và một số nước như Hungary, người ta cũng đến, ở Đức nữa người ta cũng sang. Và muốn quay và nhận được cái điện thoại từ Thụy Điển cũng gọi cho là muốn cho thầy ở lại kéo dài thời gian để mà ở lại, nhưng mà thầy cũng chỉ đúng 5 ngày thôi. Anh cũng có đề xuất với thầy bác sĩ là thôi cứ để kéo lên 2 tuần để cho nó thỏa mãn được cái nhu cầu của bà con, nhưng mà bác sĩ từ chối, bác sĩ kêu chỉ được đấy là đủ rồi, cứ năm cũng làm được rồi. Sao anh không phải đi thứ năm này, thứ sáu thì phải dạy ở Munich rồi. Rồi Munich xong ở bên Đức thì dạy xong cái là dạy qua Hanover. Rồi Hanover xong cái lên Phong Phú. Nên là có kế hoạch từng tỉnh. Như vậy là sau đây là anh sẽ đi Đức, dạ, đi Munich, đi Phong Phú, rồi Hanover. Rồi đi Phong Phú. Nên là như vậy là một tuần nữa. Dạ, là cuối tháng 7 nữa là về nước. Cuối tháng 7 về nước. Dạ. Rồi về được có một tháng thì làm việc ở Sài Gòn nửa tháng, thì ở Hà Nội nửa tháng rồi. Thế cái việc mà hình thành cái câu lạc bộ thì đến đâu rồi? Mình đã xúc tiến đến nào rồi? Dạ thì đó là do câu lạc bộ là hợp bàn với anh em rồi. Thì theo cái yêu cầu của mình ở đây thì gồm những yêu cầu gì cho nó phù hợp với cái địa phương, với pháp luật ở đây. Thì ở bên kia
sẽ về báo cáo với bên bên đó, rồi mình mới làm cái thảo một quyết định, rồi ký quyết định, rồi đóng dấu định cán thứ rồi mới gửi qua đây. Thì do làm sao đây thuận lợi thôi, rồi bên mình thì cứ ký rồi. Thật sự ra là ở dưới kia từ năm nay đã thành lập ra cái ban điều hành của cái tạp chí Liên Tâm Bất Xác. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng sẽ thành lập ra một cái câu lạc bộ, hoặc là cái tên gọi gì đấy, hoặc là vẫn giữ cái tên đấy để báo cáo với lại về với lại chủ bác sĩ Châu, thì bác sĩ Châu sẽ ra một cái quyết định mà chỉ có ở điểm này thì có ở đấy thôi. Vì thật sự báo cáo với đại sứ là cái tay ở đây là cũng một cái sự tâm huyết của thầy, nhưng phải nói thẳng rằng đây là một sự tâm huyết của gia đình anh Minh. Bởi vì thứ nhất là anh có cái điều kiện, đối với điều kiện là có nhà giữa bên cạnh đó luôn. Mà nếu như công việc của thập chỉ Liên Tâm này, mà nếu như về tiệm khác này mà không đến đúng cái điểm chỗ nhà anh Minh thì đến điểm khác, hoặc là ở một thành phố Hồ Chí hay là Mốt hay là Dây Chi nhất hành thì sẽ không tồn tại. Thật sự là phải có người tâm huyết. Thì em thì cũng trên cơ sở của những người tâm huyết với nhau thì anh em cộng lực lại nhau thì cùng nhau để mà có một đưa cái thập chỉ Liên Tâm đến ngày hôm nay. Thật sự là rất tự hào, đến ngày hôm nay rất tự hào là thập chỉ Liên Tâm đó nó có một tiếng nói gần như là trong cộng đồng. Với tôi cái việc này vài lần rồi, thế tôi thì tôi cũng rất là ủng hộ, nhưng mà thấy là qua cái việc đấy thì thấy anh rất là tâm huyết, và cái thứ nhất là thấy là cái hoạt động của bác sĩ của thầy là rất là tác dụng, và cái quan trọng là nó cũng có được những cái bài học, cái kết quả cụ thể hiệu quả cho nhiều cộng đồng. Thế nên là cũng có thể là từ đấy là nó là cái niềm vui nhỉ, mình làm tốt trong cộng đồng. Chia tay đoàn luôn. Thế thì hôm nay thì em cũng xin thay mặt cho anh em trong đoàn cảm ơn sự đón tiếp của đại sứ. Hôm trước thì anh Minh cũng đặt lịch lâu lắm rồi, và để xuống dự cái khai mạc cái đợt chữa bệnh này của bác sĩ. Thế nhưng mà tôi thì không, tôi bận có cái công việc không xuống được. Thế nên cũng hứa với anh là đến bế mạc thì tôi sẽ xuống. Và như thì mình đặt vô ngay chỗ đau ấy, là nó hết nào. Nhưng mà riêng gút thì là đặt trong cổ lạnh. Gút thì mình vẫn chồng nằm ở ngang, nhưng mà mình chồng tim cái anh ở hay còn trầm lạnh ở cái nơi chỗ mà bị đau. Lẽ lắm kết quả nhân thế và coi như hôm nào cũng phải làm thì nó mới có tác dụng, hay là cứ không làm lại thì phải gọi đấy. Thì trẻ quá các ông lại cũng cho về hưu ngay. Mà hay lắm. Nó giúp cho cái cơ thể mời các anh ăn hoa quả nhá. Cái này hay lắm. Bây giờ nói thì không biết sao nói cho hết. Nhưng mà để sử dụng rồi là sẽ thấy. Bây giờ rồi cũng có tặng cho thằng Trung Hải của hai cục với hai cục cuốn sách để chờ đại diện đến làm việc ở cơ quan. Rồi cũng có tặng cho bác Lê Khả Phiêu, rồi bác Lê Khả Phiêu thích lắm. Rồi hôm đó là tụi này ra mắt với viện á, thì cũng gần 500 đại biểu đi tham dự cái buổi ra mắt. Thì bác Vũ Oanh nó tới, thì ổng đi phải hai người diều thì tụi này đến xong cho là bấm việc này xong rồi ổng đi bỏ gậy đi liền. Bác Vũ Khoan Vũ Oanh vâng, bác Vũ Oanh thì mới dặn, chứ bác Vũ Khoan thì vẫn còn đánh ngôn được, còn có được. Vũ Oanh thì bác yếu rồi. Thế rồi anh em bọn tôi mà chơi gôn thì có khi là đánh gôn xong về trầm cái này tốt đúng không? Đúng. Cũng như gì Lê Kim Thành á, cũng chơi gôn á. Nhưng mà cái gút ảnh cũng là nặng, mà tôi này cho trầm 5-6 tháng bây giờ là Kim Thành ngon lành. Báo cáo tình hình rồi. Anh ơi, thế đọc cái cuốn sách này thì có nó có liên quan gì đến hai cái viên đá này không? Ở đây thì nó trong đây nó có giới thiệu về đá, tức là cái thermotherapy là chỉ dùng nóng, còn cryotherapy là dùng lạnh, ở đây có đủ hết. Để xin coi hôm nay thì là họ có hướng dẫn hết. Dạ, hướng dẫn trong này là hướng dẫn để sử dụng cái viên đá này. Dạ. Là hết nước bị rồi.
Thế là còn lần thứ hai nữa, đến tối thì nấu tôm nhiều quá, tôm ăn tại vì biết là ông bà không ăn, thế vợ nó để lại phí quá, thì mình cố gắng ăn 6-7 con tôm. Mấy bữa ăn 3 con là bắt đầu đổ bằng rồi, nên ăn 6-7 con, có không đổ bằng nữa. Thế điện thoại này nói khoe luôn với bác sĩ. Nhưng mà anh chưa ông cái nào? Vậy có chẳng đạp, không có cái gì hết. Cũng chồng ngay vào trực tiếp vùng miệng. Không, không, chìm gà, chìm gà, chìm gà, chìm gà, chìm lắm rồi nha. Nếu mà cái khăn thì sao nó phải dày đúng không? Khăn như tắm mình á, khăn như tắm vậy đó. Cái bỏ vào đó, chiều lại cho con cái mẫu khăn. Ờ, anh mình không có người mang nha. Hoặc mày có cái gì cũng mang chị đây. Thì mình cho anh chị. Cứ chồng ra này. Dạ, không có bỏ tắm bình thường. Không có bỏ tắm bình thường. Đây diễn muốn mang đây. Cái này nguyên cảm hạ. Cái này chỉ hướng dẫn qua thôi. Có cái khăn nào được hết. Cái này nên để cái khăn ở trên. Sơ qua để cho nhìn này. Trong rất máu. Nhưng mà gan mà qua máu mà nó qua gan thì cứ một giờ đồng hồ nó qua 60 lít. Thành ra là tất cả những cái chất cặn bã đồ này nọ nó đến là nó giải hết, nó làm nóng lên, nó giải độc hết. Nó giải độc hết và nó hai cái nó giải độc mà, nhưng mà ví dụ như đại sứ trường á thì sẽ thấy một cái kết quả rất là rõ ban đầu á, ví dụ như tối nay đại trường á đang chút bao nhiêu người thuốc men bây giờ là quay 5 phút thì chắc anh biết rồi đúng không? Quay trước 5 phút là tắm cho mát. Đắng quá. Đắng quá. Anh quay thôi, dùng găng tay, dùng khăn để bất cứ gì cầm đặt ở đây. Gói vào. Lúc này anh gấp thế này. Đi. Đó. Này, anh gấp rồi nhé. Cái găng phải lớn hơn chút này hay là đấy. Để coi dừng cái đầu tiên thì có gấp như thế này thôi. Để cho nó vừa đủ đồ nó vừa đủ đúng. Tức là nó có thể đúng, là nó nóng quá đó. Không nóng quá, không nóng quá để gấp một nóng quá à. Đấy, mà nếu khi nó nóng quá đó, thì gấp vào nó, thì nó lại thấy lại nguội đi. Sao lại bỏ ra đây ra cứ sau này ốm nữa. Cứ thế thôi. Anh chỉ ngồi xem tivi cũng ngồi này. Ngồi bất cứ nào cứ ôm nhớ. Nhưng mà mỗi ngày đúng nửa tiếng. Không, tiếng. Hai tiếng. Mỗi ngày 2 tiếng cả. Cái này nó đúng từ 2 tiếng. À không, nhưng mà tức là mỗi ngày thì mình chầm bao nhiêu lâu ạ? 2 tiếng. 2 tiếng cả. Dạ. Nó cũng lâu đến vậy. Thầy tranh thủ lúc mà xem TV. Đấy, đúng. Đó, đây đó. Cái gì cũng kêu mẹ. Cái gì cũng kêu mẹ. Thôi, chào mừng. Nhưng mà cái găng phải lớn hơn để nó rớt là phỏng chết. Đúng rồi, nó không bị rơi, nó rơi. Nó rơi, nó bây giờ tay chấm nóng rồi mà ôm. Để mình cái đó. Đây cái găng này. Đi không, không, là không có gì. Cảm ơn chết thôi. Chào Chí Minh nhé. Vâng. Tại trái. Chào anh. Chào ông Huy. Chào ông Huy. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.